Vâng, em Thịnh Mắt Facebook kính chào quý khách hàng thân mến nha. Thì sáng hôm nay cửa hàng quay lại chương trình giới thiệu cái mẫu xe Innova bên em vừa mới về nè. Thì con này là con dòng này là dòng Di nha anh em, 207 mà nó lên full G, lên full tốc tần tật luôn, gương kính chỉnh điện hết luôn nha anh em, thích hợp nhanh lái luôn nè. Đầu đít được rất là đẹp nha, mâm anh em nhìn không, mâm quá đẹp luôn. Ở dàn mâm dàn vỏ nó còn là 80-90% luôn anh em nhìn ha. Đó, để em đi một vòng quanh của chiếc xe này để cho anh em nhìn nha. Thì em cũng mới vừa lấy về thôi. Đó, thì con đây cũng còn nè, con đây nữa. Con này thì nó đẹp hơn. Đó. Lên full G nha. Đó, dán logo G luôn nè, đèn nè, hộc nè. Quá đẹp chưa? Đó, có cái phía sau này nó gạt mưa phía sau luôn. Để em đi vòng quanh chiếc xe này cho anh em nhìn nha. Xe này thì thôi ôi rồi, tuyệt vời. Đó. Anh em không? Thấy ok chưa? La phong G luôn nha anh em không? Nguyên dàn là phong G luôn. Đó. Dàn ghế, dàn bậm rất là ngon nha. Cái này trời ơi, đồ nghề còn đầy đủ luôn em ơi. Bên đội đồ tháo cái bánh xe vẫn còn đầy đủ luôn nha. Ngon chưa? Hiếm con nào mà mua xe mà còn được ngon vậy. Em ti lỗi nó còn mới tinh luôn không? Chưa có đổ hơi, đổ nhớt gì chân không? Keo chỉ nè. Anh em nhìn nè. Keo chỉ chút sao à, đầy đủ luôn, không thiếu gì hết. Quá đẹp. Xe còn rất là mới nha anh em. Kính nó nè, 43R nè ha. Ốp ốp inox cái để đổ xăng luôn. Đó, mâm thì quả mâm thì tuyệt vời luôn nha anh em. Quả mâm này tuyệt đẹp luôn nha. Gầm thì con này là đã phủ gầm rồi luôn nha anh em ha. Anh em nhìn nè. Chủ nhân đi con xe này rất là kỹ nha. Gầm bệ rất là đẹp luôn. Để tí xíu quay cái gầm cho anh em nhìn nha. Đó, keo chỉ cửa nè. Đó, Di á, anh em thấy không? Di mà nó đẹp vậy nè, không có khoang đục nha anh em ha. Di mà xe chủ nhân nó chạy đẹp ghê chưa? Người ta nói á là xe Di hay G không quan trọng, quan trọng mấy người chủ xe thôi. Có nghĩa là anh em mua cái con xe đó về chạy dịch vụ đi. Đâu phải chạy nhất thiết chạy dịch vụ là cái con xe đó nó phải xấu, là nó phải cái máy dở, không? Và đâu phải con xe gia đình là con xe đó phải đẹp và nó phải máy dữ, đúng không anh em không? Tùy theo chất người chạy nữa. Chiếc xe anh em mua chiếc xe gì nó không quan trọng, nó không có tội. Cái tội là người lái này thôi. Người lái ẩu thì chiếc xe nó sẽ không đẹp. Còn cái người lái kỹ thì chiếc xe nó sẽ đẹp ha. Đó, cái này anh em về chùi lấy xăng chùi nha. Em mới lấy về em cũng làm biến chưa không làm. Gương kính là auto luôn nè. Gương kính chỉnh điện nè. Còn chỉnh điện được bình thường luôn nha anh em ha. Chỉnh điện luôn. Vo lăng nè. Vo lăng túi khí nè, vo lăng G nè không. Đó là phong G luôn. Con này là lên tất tần tật G hết. Có thêm màn hình nữa nè anh em không? Báo giờ chính xác luôn. Lên cái màn hình 7 inch nữa. Dàn lon nghe nhạc cũng khá ok ha. Xe này đi cũng ít cho anh em nhìn cái chân nè. Những cái chân nó cũng còn đẹp ha. Nó chưa có mòn lắm. Đồng hồ nó đi chuẩn 264.000 nha anh em. Chìa khóa thì nó gồm bộ lốc cửa và chìa khóa zin đó nè. Rồi bộ lốc cửa luôn. Xe này thì nó giá tiền nó cũng mèo nghèo lắm. Giá mùa dịch nha anh em. Rồi thì em bán cái con xe này là em để cho anh em một cái giá là cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó, em bán 180 triệu. Đó, chỉ 180 triệu anh em sổ con Innova đời 2007 lên full tốc tần tật của con G luôn. Đó, ngày trước dịch thì anh em nào có quan tâm thì anh em sẽ thấy những con xe này thì em bán tầm khoảng 190-195 nha. Thì hôm nay em bán con này thì 180 thôi. Quá xuất sắc luôn, anh em thấy chưa? Rồi, để em đi qua phần gầm cho anh em nhìn ha. Về phần mâm vỏ thì nó quá đẹp rồi. Gầm thì để anh em nhìn nè. Đó. Gầm đẹp tuyệt vời luôn. Con này gầm là anh em khỏi chê luôn em, quá đẹp luôn. Cửa bọng anh em nhìn không? Quá xuất sắc. Có 180 triệu anh em đi 8 người ngồi ha. Che mưa che nắng nghe nhạc, máy lạnh đầy đủ không thiếu gì hết. Dàn ghế da cũng còn khá nhìn ha. Rồi để em nổ máy cho anh em nghe coi cái phần máy móc nữa nha. Cái máy nó thì hơi dơ. Đó, để em vô cái phần nổ máy cho anh em nha. Máy móc là cực kỳ ngon luôn nha anh em ha. Màn hình còn hiển thị đầy đủ bình thường luôn. Anh em nào mua xe bên em thì anh em yên tâm ha. Lúc nào cũng có khuẩn phòng hết. Về vấn đề là dịch thì em rất là kỹ nha. Rồi, để em gỡ cabo ra. Thì cái máy này thì nó chưa có rửa máy cho nên nó hơi dơ nha anh em. Anh em chịu khó mua về thì rửa máy lại một cái nha. Máy thì cực kỳ êm nha. Đó. Máy con này là siêu êm. Tem logo không sao lại đẹp không? Đó. Số nè.
cũng còn khá là ok nha. Máy móc đầu đít không lỗi, xe này đầu đít không có cấn đụng như anh em ha. Chỉ có cái nó hơi dơ, anh em về mua chịu khó về mua cái chai tẩy, anh em về tẩy sửa là cái chỗ đẹp nha. Vì dịch thì nhân viên em nó không có làm, em cũng không có thời gian làm được mấy cái này nữa, không có ngành làm, thì mình mua sao để vậy thôi. Thì bán một cái giá rất là hợp lý để bà con mình về sử dụng. Thì riêng con xe này thì nó là ngay chủ, em bán cái giá này là em bao cho anh em tất cả nha. Đó, ngay chủ anh em mua về, chứ việc đi ra tên đi thôi ha. Xe là không có đổ hơi đổ khói nha, bên em bán là xe rất là chuẩn luôn đó, anh em thấy chưa, không có đổ hơi đổ khói. Thì mua mấy con xe này về anh em đi 3-4 năm chưa thấy gì, rất là êm luôn đó. Kính nè anh em ha, kính zin hết nè. Xe này chủ đi rất là đẹp nha, đi cũng khá đẹp ha. Những cái gòn, những cái đường nét em nhìn đăng kiểm tháng 12/2021 đó. Ở trên này thì nó có cái cây này nhìn nó hơi ngầu ha anh em ha, đó lắp cái này lên nhìn nó ngầu đó. Những cái chấm mưa gạt mưa nè, những cái che, cái này kêu bằng đa cái gì vậy, cái che mưa ha. Ốp tay cửa nè, chủ rất là kỹ nha anh em không, đẹp ha. Đó, cái gầm bên này anh em nhìn mới tinh luôn. Xe này thì anh em mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ, đưa đón con đi học, cả nhà mình những ngày lễ, ngày nghỉ mình đi lên đây đó rồi ha, cũng ok nha anh em ha. Thì nói chung thì tầm tiền này thì nó cũng quá là ok rồi, giá nó quá rẻ, con trăm mấy triệu thôi, bằng con xe SH à, mà mình đi 8 người nó an toàn cho bản thân gia đình mình luôn. Rồi vô che mưa che nắng rồi máy lạnh đầy đủ ha anh em ha. Tội tình gì đâu mà đi xe Honda làm gì, tốt nhất mình có 2 chiếc ha, chiếc Honda chạy đường nhỏ, ô tô đi đường lớn, vậy là quá ok rồi. Thì dòng này thì tiêu hao nhiên liệu nó cũng không có nhiều nha nè, anh em đi từ khoảng 8 tới 10 lít nha. 10 lít là khi anh em nào mà tải đúng 8 người luôn, tải 8 người chạy ẩu ẩu thì 10 lít. Rồi mà dù anh em đi 1-2 người á, mình đi với cái ga mà đều với mình chạy vẫn như mình chạy kỹ á, mình chạy không có ồ ga quá, với cái điều kiện mà cái đường mình nó không mới bị kẹt xe thì mình đi tầm khoảng 8 lít thôi anh em ha. Rồi nên là xem được ủng hộ em, cảm ơn em nhiều. Anh em nào mến thì cho em một like nha, một like, một tương tác, một chia sẻ, cập nhật nhiều video từ bên em ha. Rồi chúc anh em có một ngày thật là may mắn nha.